Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào đại chúng, đây là chương trình Lá Thư Tây Phương. Kính thưa quý vị, vì sao giống như trong kinh A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng cách đây 10 muôn ức cõi Phật, tức là cách thế giới Ta Bà của chúng ta này về hướng Tây, có một thế giới được gọi là Tây Phương Cực Lạc. Tại sao gọi là cực lạc? Tiếng Phạn cực lạc là Sukha. Thế giới hay cõi nước gọi là Vati, Sukhavati là thế giới cực lạc. Vì sao như vậy? Lý do thứ nhất, như thế giới Ta Bà của chúng ta đây, hễ là con người á, ai cũng có hai cái khổ, một là khổ thân, hai là khổ tâm. Khổ thân là bệnh, già, chết, đói, buồn ngủ. Khổ cái thân thì dễ hiểu, vì nó có cái hình tướng này thì có đến có đi, có sinh có diệt. Và có vay mượn cơm nước từ đất mà nuôi dưỡng cái thân này. Không nuôi dưỡng nữa thì nó bệnh, nó già, nó chết. Dễ hiểu cái điều đau khổ của cái thân. Người hay vật hay có thân là có khổ. Nhưng có một cái điều này, tức là như ngày xưa con người chưa có tiến hóa thì phải dùng đá để mà làm cho nó bén sắc, sử dụng cho cái việc đào, việc cắt, trong cái việc sinh hoạt đời sống rất là thô sơ hàng ngày. Thì khi con người tiến hóa đủ cái công cụ tinh vi, ví dụ như lưỡi dao, thì cái lưỡi dao đó xứng đáng để cho mình làm những cái điều mà mình thích, không ngờ nó lại cắt chính cái tay của người cầm. Giống như lửa, con người phải văn minh và tiến hóa mức độ nào đó để sử dụng lửa mà ngày xưa loài người chưa tiến hóa thì chưa sử dụng được, phan tươi nuốt sống. Nhưng lửa đó đáng lẽ phải đốt, phải nấu những cái thứ mình thích, lại đốt nấu chính mình. Thì đây, con người có cái thứ mà con vật không có, đó là cái tâm. Nhưng con vật nó lại ăn được, ngủ được. Thì mình thấy ăn được, ngủ được là tiên. Ăn được, ngủ được là tiên, mà không ăn, không ngủ được là mình bị làm phiền bởi cái tâm. Con người không ăn, không ngủ được là bởi vì cái tâm nó làm cho mình khổ, cho nên gọi là khổ tâm. Cho nên mình nghĩ tiên tức là ăn được, ngủ được. Nhưng mà bây giờ cho mình ăn được, ngủ được mà không có suy nghĩ thì đó là người điên mất rồi. Không có tâm mình chịu đâu, mình đâu có chịu. Cho nên cái tâm của mình là cái thứ giống như lưỡi dao bén. Mình không biết cách sử dụng nó sẽ cắt mình trước. Nó giống như lửa, mình không biết sử dụng nó sẽ đốt mình trước. Cho nên đây gọi là cái khổ tâm. Cho nên cõi Ta Bà này, hãy con người có một cái thứ loài vật không có, mà không biết tu tập, bị ô nhiễm quá nhiều, bị vô minh và tham ái nó dẫn đường, nó chỉ lối, thì nó sẽ đưa đến cái kết quả là đau khổ. Cho nên lên trên Tây Phương thì cái tâm đó không còn là cái tâm của con người ở cõi Ta Bà nữa. Vì khi lên trên đó thì hoa khai kiến Phật và được Phật Bồ Tát nhìn thấu được cái nghiệp của mỗi chúng sinh, cho nên thuyết pháp và khiến cho mình ít nhất là ngộ vô sanh ở cái thân này. Ngộ vô sanh mà vô sanh hoàn toàn của thân thọ tâm pháp luôn á, thì thấy được là đạt được A-la-hán quả là vô sanh. Còn đối với thấy được cái sự thật của cái thân này thôi thì đó là vô sanh trên cái thân. Đó gọi là sơ quả tu đà hoàng, tức là phá được thân kiến nghi và giới cấm thủ. Phá được thân kiến là sao? Tức là không còn thấy cái tôi, cái danh dự, cái thường còn, cái xinh đẹp, cái chân thật của cái thân nữa. Cái thân mình vốn là vay mượn của đất nước gió lửa, cơm, nước hàng ngày để nuôi nó. Và vốn nó là không tắm rửa một hai ngày là nó bất tịnh vô cùng. Cho nên nó vô thường và thay đổi. Và đặc biệt nữa là nó không có một cái tôi thực thể nào, cái gọi là cái bản ngã bên trong cái thân này cả. Mới nói thân vật lý thôi. Nhưng mà mình đâu có thể thấy được cái sự thật đó. Ví dụ mà hằng ngày ai mà lấy đôi dép của mình đó, đá chiếc này, chỗ kia một chiếc thì mình cảm thấy khó chịu rồi. Nếu mình thấy cái người mà đá nữa là mình nổi tam bành lục tặc liền. Nó có đôi dép thôi. Cho đến những cái vật rất là nhỏ, ví dụ như bộ đồ mình treo không đúng cái chỗ đó mà người khác lấy mình cũng không thích. Đó là vật ngoài thân rồi đó. Cái miếng ăn ngồi trên bàn thôi mà người khác gấp cái thứ mình thích, mà gấp hoài là mình chú ý liền. Mình xuống bếp mình muốn nấu là mình tìm cái thứ mình thích liền. Bộ đồ mình bận là phải đẹp, dép mình mang là phải sang. Xe, nhà, những cái thứ cái thân này bên ngoài thôi đó, mà cũng phải tuyệt vời để cho cái thân này được hưởng thụ. Như vậy đó là toàn bộ những cái hiểu biết sai lầm gọi là thân kiến. Chấp cái thân này là của ta, của tôi. Với cái chấp đó thì cái tâm được gọi là vô minh, mê mờ, bị dẫn dắt bởi tham ái. Còn cái tôi đó thì con người còn cái đau khổ. Cái tôi trên cái thân thôi, chưa nói cái tôi của cái thọ, của cái tâm và của cái pháp. Người ta khen mình đẹp là mình vui liền. Người ta chê mình xấu là mình buồn, mình giận liền.
Thì cái gì giận, cái gì vui, cái gì buồn, mình chê con chó nó không buồn, mà nói lặng lời nó không khóc, nó không hận. Nhưng mà mình lại có. Thì tại sao? Bởi vì mình hiểu lầm rằng cái thân này là mình, là của mình, là tôi, là của tôi. Đó chính là vô minh. Lên đến Tây Phương, hoa khai kiến Phật, ngộ được vô sanh, ít nhất là của cái thân, phá được thân kiến, thì không còn cái tôi ở trên cái thân nữa. Khi cái bản ngã của mình trên cái thân mình không chấp dính vào nữa, thì cái vết thương nó không còn nữa. Lúc đó mình sống không bị chi phối bởi vô minh nữa, mà bằng tỉnh thức. Mình sống với một người ở trên thế gian này thôi, mà cái tôi họ bé nhỏ, họ không có đề cao, họ quá lớn. Lúc nào họ cũng nghĩ cho mình trước rồi họ nghĩ cho họ sau. Họ thương yêu, họ thể hiện cái tính hòa đồng nhẹ nhàng, và họ sống họ biết bao dung tha thứ, chăm sóc người, để người trước họ sau, để người được họ mất. Nói bấy nhiêu thôi là mình cũng đã thấy rất là hạnh phúc rồi khi sống với người đó, đúng không? Người đó là ai? Có thể là mẹ mình đó. Mình sống với mẹ mình thôi mình cũng đủ thấy hạnh phúc rồi. Mọi thứ bả làm hết, dơ sạch bả làm hết, nặng nhẹ bả làm hết. Thì mình mới nghĩ, mình mới cảm nhận được rằng cái người mà trên thế gian này nè, giống như người mẹ mình đối với con là họ vô ngã rồi đó. Bà mẹ đối với con là không có cái bản ngã nhiều. Thì cái người mà sống với mình mà họ không có bản ngã với mình là mình đã cảm thấy rất là dễ dàng, rất là hạnh phúc khi sống với họ rồi. Thì mình tưởng tượng cái bản ngã là cái thứ nó làm cho con người đau khổ nhiều. Thì lên Tây Phương có người mà đó không còn cái bản ngã nữa, thì họ sống rất là bình yên. Họ không còn phải có cái lo sợ phập phồng nữa. Họ không còn phải cái đi tìm cái sự chống đối, đi tìm cái sự hơn thua giành giật nữa. Bởi vì còn có bản ngã là mình sống với một số người và mình loại trừ một số người. Mình tìm một số thứ và mình loại trừ một số thứ. Mình ở một số môi trường mình thích và mình loại trừ một số môi trường mình không thích. Hãy còn có bản ngã là có thích, có không thích. Mẹ không thích là mình loại trừ, cái đó là sân. Mẹ thích là mình thu lượm và mình giữ giữ, cái đó là tham. Thì sống với cõi ta bà này là toàn tham với sân. Hãy tham với sân thành ra đấu tranh giành giật. Cho nên chưa bao giờ mà có bình yên. Dù trong một con người, huống hồ về hai người với nhau, huống hồ về cả một gia đình, và huống hồ về cả cái một đất nước và thế giới. Cho nên bây giờ này mình thấy trên cõi ta bà này người ta sống với nhau nè, dù là vợ chồng nhưng mà vui lòng là ở trong một khoảng cách nhất định. Dù là mẹ con hay cha con nhưng mà vui lòng ở một khoảng cách nhất định. Hãy mà bước qua cái ranh giới khoảng cách đó là có chuyện liền. Đúng vậy không? Hãy mà bước qua cái khoảng cách giữa hai người là tự nhiên hai cái thân, hai cái tâm nó có bắt đầu có vấn đề. Dù đó là thân thương cỡ nào. Vì sao? Vì nó còn cái tôi bản ngã, tức là nó còn cái vết thương ở trong lòng, thì lúc nào nó cũng có cái sự e dè, dè dặt, lo sợ, đề phòng. Và cái gì nó không thích, cái gì nó không hợp, nó sẽ bắt đầu loại trừ, hoặc là ngược lại. Có phải chúng ta những cái việc đời sống hàng ngày rất là đơn giản, ăn uống ngủ nghỉ đụng chạm lẫn nhau, và chúng ta rất là khó chịu, mệt mỏi, vui buồn với những con người xung quanh không? Có phải những cái chuyện rất nhỏ, có chuyện ăn uống ngủ nghỉ, ăn nói đối xử, cái cách đi, cách thở hơi ra, cái cách người ta đặt cái này, đặt cái kia, mình nhìn, mình liếc, mình ngó không? Những cái thứ đó nó làm cho lòng mình ở trên cái cõi ta bà này nè, đủ thứ chuyện. Hễ mà sống với nhau là bắt đầu về. Mà hễ không có họ có là mình như thế này. Luôn cái tôi của mình nó đi rình rập, nó đi nhìn ngó, nó đi tìm cầu. Cái này là nguyên nhân tạo ra đau khổ. Cũng là chúng sanh, nhưng mà bằng cái tay thế này mà nhảy nhảy nhảy, đi lấy cắp thức ăn, đưa vô miệng không được, đói, thấy thức ăn mà không ăn được, cái đó gọi là điện. Cũng là cái tay thế này nhảy 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 mà lấy thức ăn đưa, nhưng mà đưa cho người khác, đó nó tạo ra thiên đường. Chưa bỏ được cái tôi mà đã thiên đường địa ngục, một trời khác biệt, đau khổ và hạnh phúc khác nhau. Huống hồ gì cái không còn cái tôi nữa thì cái cõi đó nó hơn chư thiên nhiều, đó là cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái lý do thứ hai, cái thân của con người chúng ta nè là cái thân rất là thô, nó bị cái nghiệp và cái vô minh nó dẫn đường, nó là chiêu cảm của nghiệp báo. Cho nên cái thân này nó chịu rất là nhiều những cái đau khổ, nghiệp chướng từ nhiều kiếp trước mà mình đang hiện hành như cõi ta bà này của kiếp người là mình phải trả liên tục. Những cái bệnh nó đến mình không biết, những cái sự bất trắc ở bên ngoài nó ập đến mình không biết, chết bất đắc kỳ tử, những cái chuyện diễn ra ngoài sự mong đợi mình không biết. Rất là nhiều những cái đau khổ cho cái thân chứ nói cái tâm. Nhưng cõi Tây Phương thì cái thân đó là còn tế nhị hơn cái cõi của chư thiên nữa. Cho nên cái đau khổ về cái thân rất ít.
Hầu như là không có. Trên Tây Phương được gọi là không còn tiếng khổ nữa, dù đó là thân hay tâm. Lý do thứ ba, kính thưa quý vị, cái đặc điểm của cái tôi đó là lòng tham. Quý vị thấy hễ một con người phàm với thánh, cách biệt nhau ở chỗ là còn có lòng tham hay không. Hễ là phàm ai cũng tham hết. Tham ít hay tham nhiều, có thể ít người ta không tham, 5.000 mình không lợm, chứ 5 triệu, 5 tỷ mình bắt đầu khác ấy. Đặc điểm của cái tôi á là tham. Hễ mình còn cái tôi trong lòng mình á, thì lúc nào mình cũng muốn người khác khen cái tôi của mình. Khen dù là những cái thứ cái tôi nó có bên ngoài là bộ đồ, đôi dép, cái nhà, hay là khen chính cái thân nó xinh đẹp, hay là kiến thức mà nó có. Thì khi vua ngã thì không còn lòng tham nữa. Không còn làm tham nữa thì mình không còn đau khổ. Chỗ này rất tế nhị. Vì sao? Ví dụ bây giờ con ngứa này, con gãi nè, thì cái gãi này nó tạo cảm giác đã ngứa. Và mình nghĩ rằng hạnh phúc là đã sự thỏa mãn của cái đại ngứa, đã ngứa. Nhưng mà thực tế có phải vậy không? Dạ thưa không. Vì sao vậy? Vì thực tế bình thường thì nó ngứa không? Không. Như vậy là nó ngứa là một nỗi khổ. Nó ngứa một chỗ mình gãi nó đã ngứa, chứ giờ nó ngứa toàn bộ hết đó. Đã ngứa nổi không? Không thấy gãi được. Nhưng mà cái ngứa đó là cái khổ. Và do mình gãi được cho nên nó tạo ra cảm giác là thỏa mãn. Cho nên nó tạo cái ảo tưởng gọi là hạnh phúc. Và mình vô minh, mình không thấy được cái nguyên nhân tạo ra cái thỏa mãn này. Mình nhìn rất là gần, mình không có trí tuệ, mình không thấy được vì sao nó có cái gọi là thỏa mãn của cái gãi đó. Mà mình chấp vô cái gãi đó là một loại hạnh phúc. Và bắt đầu mình đi tìm những cái loại hạnh phúc tương tự giống như cái gãi, ở hình thức này, hình thức kia, qua năm cái ngũ dục, tài sắc danh thực thì. Cái gãi đó là cái sự thỏa mãn của cái lòng tham được đối tượng bên ngoài đáp ứng. Và lòng tham chính là cơn ngứa. Và cơn ngứa là một nỗi khổ, thì lòng tham là nỗi khổ. Do có lòng tham, tham ngủ cái ngủ, tham ăn cái ăn, bây giờ không ngủ được, không ăn được thì khổ không? Nào cái nhớ thương tâm hồn đối với một con người thôi, mà không có họ đơn phương tình yêu, đau khổ không? Khổ dữ. Như vậy, không còn cái tôi, thì không còn sự đấu tranh giành giật hơn thua. Đó là một loại hạnh phúc. Không còn cái tham, không còn cái nguyên nhân của đau khổ, tức là không còn tập đế. Không còn nguyên nhân của đau khổ thì họ hết khổ một cách tự nhiên. Bây giờ ngồi thế này mà cứ gãi miết và mình tìm cái sự thỏa mãn thì cái gãi đó được gọi là hạnh phúc. Và ngồi bình yên, không có gãi, không có làm gì cả, thì cái hạnh phúc đó phải gấp 100.000 lần của cái hạnh phúc bị gãi kia chứ. Có ngứa là một cái đau nhẹ. Cái đau nó tức là khổ rồi đấy. Ở trong sơ thiền được gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Sơ thiền thôi, chưa nói đến Tây Phương là cõi giải thoát. Ly là ly cái gì? Ly cái lòng tham. Khi mà cái lòng tham mình lìa, lập tức mình được cái gọi là hỷ lạc. Ở trong thành phố rất là nóng nực, cách thành phố vài chục cây, thấy toàn màu xanh, cảm thấy muốn được, giống như được về nhà. Giống như vậy, khi mà lòng tham của mình nó bớt, nội cái chuyện tham ăn thôi. Mà lúc nào mình cũng nghĩ tới cái đồ ăn rất là cao lương mỹ vị, nó mới thỏa mãn cho được cái nồng độ đòi hỏi của cái lưỡi mình. Khi mình ăn vào nó cực kỳ là hài lòng thỏa mãn, thì cái khao khát ở trước khi mình có ăn là một nỗi khổ. Rồi sau khi có ăn rồi mình đi tìm những thứ tương tự là một nỗi khổ. Còn khi một con người cái lưỡi họ không đòi hỏi khao khát quá, thì họ đã bình yên một khoảng rất dài. Họ có thể bước ngang con đường và họ thấy được hoa đẹp. Còn người bước ngang con đường không thấy hoa đẹp mà thấy toàn cái thứ mà họ cần phải kiếm tiền để đi kiếm cái món ăn kia. Thì mình thấy cái nỗi khổ của cái người tham chừng nào khổ nhiều chừng đó. Và người bớt tham chừng nào thì họ bình yên, họ hạnh phúc sâu sắc vi tế chừng đó. Trước khi họ ăn họ đã không có khổ. Trong khi họ ăn họ đã có cái hạnh phúc của cái ăn. Và sau khi ăn họ có một thứ khác để họ ăn. Hễ tu Phật là được ăn liên tục. Hãy giải thoát rồi thì lúc nào mình cũng hạnh phúc. Bởi vì ăn không phải là cái thân là đoàn thực không, mà còn có cái tâm nữa là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Cái cõi ta bà này, cái tâm mà nó còn tham, cho nên gọi là ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Tham đó là tham ái. Quý vị thử nghĩ.
lúc nào cái bụng mình nó cũng đói thì mình hạnh phúc không? Không thể. Lúc nào mình cũng buồn ngủ thì mình bình yên không? Không. Lúc nào trong lòng mình nó cũng có một cái sự khao khát, đòi hỏi, chờ đợi nào đó thì lòng mình ổn không? Không. Không bao giờ. Thì tưởng tượng tới cái bụng đi, lúc nào cũng đói thì không bao giờ mình hạnh phúc được. Thì cái đói đó chính là cái tham. Không thể bình yên. Lúc nào nó cũng như thế này nè. Nó cũng lo lắng, nó cũng sợ hãi, nó cũng bất an, nó cũng nghi ngờ, nó cũng mệt mỏi, nó cũng căng thẳng. Cho nên còn lòng tham thì con người không thể có được chân thật hạnh phúc. Mà hết lòng tham rồi, tự động cái đó gọi là cực lạc, cực kỳ hạnh phúc. Hạnh phúc không cần đối tượng, không có thời gian và không gian, hạnh phúc liên tục, cực kỳ hạnh phúc. Không có một tiếng khổ là bởi vì không có một cái lòng tham nào còn động lại cả. Chứ người ta không hiểu được vì sao mà không có một tiếng khổ trên cõi đó. Anh chấm dứt cái nguyên nhân của cái tiếng khổ đi, thì cái tiếng khổ ở đâu còn? Bởi vì khổ là một kết quả của một cái nguyên nhân nào đó. Thì anh không hiểu được tại sao cõi đó không còn tiếng khổ, là bởi vì lòng tham của anh là cái nguyên nhân đau khổ còn nguyên si. Lý do thứ tư, kính thưa quý vị, cái cõi của chúng ta đang ở nè. Bây giờ quý vị thử đang nghe con nói đây và suy nghĩ về một vấn đề nào đó mà thử không cần đối tượng, quý vị thử suy nghĩ được không? Tư duy của con người phàm phu là tư duy có đối tượng. Ta không thể tư duy mà không có đối tượng. Quý vị thử cho con một ví dụ, quý vị nghĩ, quý vị suy nghĩ mà không có đối tượng trong suy nghĩ được không? Không bao giờ. Cho nên cái nhận thức của con người là nhận thức bị chẻ đôi, lúc nào cũng có đối tượng được nhận thức. Cái đối tượng nhận thức đó từ đâu ra? Đối tượng nhận thức đó là từ trải nghiệm quá khứ của mình được bộ não ghi nhận lại. Và bây giờ mình nhai đi nhai lại về nó, cái đó gọi là nhận thức. Cho nên cái gì mà còn phàm phu mà suy tư thì những cái thông tin dữ liệu đó toàn là quá khứ hết. Cho nên con người mà suy nghĩ chẳng qua là mình lấy cái thông tin quá khứ mình đã ghi nhận thu lượm về đó. Mình đóng hết tai mắt mũi lưỡi lại, năm căn lại, cứ tưởng nó giống ngồi thiền, nhưng mà thực ra thì ngồi suy tư về những cái thông tin mà mình lượm về. Cái đó gọi là vọng tưởng, cái đó gọi là pháp trần. Khi mà nhận thức có đối tượng thì có khổ, kính thưa quý vị. Vì sao? Vì đối tượng là có đến, có đi, có sinh, có diệt. Đối tượng là nhân duyên. Và cái gì sanh diệt đến đi thì cái đó gọi là vô thường, vô ngã. Mà cái con người phàm phu của mình còn lòng tham, mà mình thích lên cái gì nó thay đổi liên tục vô thường, thì mình chỉ có thất vọng mà thôi. Ví dụ, mình thương một người, mình có hình ảnh về họ trong đầu mình, nhưng họ thực tế bên ngoài thì thay đổi. Hình ảnh của mình không có chấp nhận sự thay đổi của họ, khổ không? Khổ dữ. Và con người sống với nhau, thương nhau, khổ chỉ vì nhận thức của con người là nhận thức có đối tượng. Cái nhà, cái thân, cái đồ ăn, cái đôi dép, từ cái việc lớn nhất cho đến cái việc nhỏ nhất, tất cả những cái đối tượng đó là đối tượng nhận thức của nhận thức. Và tất cả những thứ đó là nhân duyên giả hợp, như bèo bọt, mây trôi. Và cái lòng tham của con người, nó bám vào những cái đối tượng nào mà nó ưa thích thì nó rất đau khổ. Và khi cái lòng tham nó không được đáp ứng thì nó trở ngược lại thành một cái đối diện, đó là sân hận. Thành ra với cái nhận thức bằng cái lòng tham, với cái nhận thức của con người còn phải dựa vào đối tượng và cái lòng tham vô minh vẫn còn á, thì con người lúc nào cũng sống ở trong đau khổ hết. Chỗ này hơi sâu một chút. Cái nhận thức tư duy của phàm phu á, nó hoạt động như thế này nè. Y như một cái vi tính hay cái điện thoại. Điện thoại vi tính mà không cài đặt thông tin sẵn, nó không bao giờ hoạt động. Vậy xóa hết bộ nhớ vi tính hoạt động không? Không. Cái vấn đề gì mà không còn ở trong cái bộ nhớ của mình thì vấn đề đó mình không thể suy tư. Cái gì mà không có trong cái bộ nhớ của con người thì cái đó suy tư không thể làm việc. Tức là ta không thể suy nghĩ về một cái gì mà ta chưa bao giờ biết về nó. Ta chưa bao giờ lưu giữ hình ảnh của nó. Có nghĩa là tất cả những gì mà ta suy tư thì cái suy tư đó
là những thông tin từ quá khứ. Cho nên nhận thức của phàm phu là nhận thức có thời gian. Thời gian tức là ở đây quá khứ, tức là có đến, có đi, có sinh, có diệt. Nhận thức đó không thể không có đối tượng. Không có đối tượng là con người không, không thể nhận thức được. Con người phàm phu không thể nhận thức được. Con vật nó không thể nhận thức bằng cái tư duy, bằng cái tư duy nhị nguyên của con người. Con vật nó không có nha. Cho nên nó không có thể xây dựng cái hình ảnh của nó. Cho nên nó không bị tổn thương. Và ai khen nó không có vui, ai chửi nó không có buồn. Nhưng mà con người lại hơn con vật ở chỗ là có khả năng tư duy, tức là nhận thức có đối tượng và xây dựng hình ảnh của mình. Và hình ảnh của mình là cái tôi đó ở trên cái thân này, được người ta khen thì mình hạnh phúc và người ta chê mình buồn. Nhưng cái nhận thức của bậc thánh thì vượt lên trên cái nhận thức của nhị nguyên và có đối tượng. Tức là trên cõi Tây Phương, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhận thức của họ không cần đối tượng. Tức là nhận thức tuyệt đối, không cần hình ảnh đã lưu lại, họ vẫn còn giữ cái biết. Trên cái biết của họ là thường trực, lúc này là họ đã thấy được cái tự tánh của họ, ít nhất là ở trên cái thân. Cho nên trên cõi Tây Phương, bậc sơ quả Tu Đà Hoàng đã thấy được cái sự thật, cái nhận thức của chư vị không cần cái đối tượng để nhận thức nữa. Cho nên không có thời gian, cho nên nhận thức của bậc thánh nhân, ít nhất là sơ quả Tu Đà Hoàng là nhận thức tuyệt đối, tức là cái thời gian tuyệt đối, tức là không còn thời gian, tức là không sống trong vọng tưởng. Một người mà không sống trong vọng tưởng nữa, quý vị thử nghĩ nha. Bây giờ nè, hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Chưa đầy 20 giây nha. Bình an không? Rất bình an. Tại sao bình an? Tại vì trong lòng không còn vọng tưởng. Thì quý vị thử nghĩ, cái mấy mươi giây thôi mà mình đã trải nghiệm được cái bình an của cái việc là tâm mình đã an chỉ thôi nha, chưa có phải là trí tuệ mà đã an rồi. Tức là cõi chư thiên họ an là bởi vì họ định được cõi trời sắc giới và vô sắc giới, có tứ thiền và tứ không. Tức là cái tâm nó mới chỉ dừng lại thôi, nó đè các cái phiền não xuống thôi đó, là đã hạnh phúc rồi. Huống hồ trên cõi Tây Phương đã thấy được cái sự thật và cái nhận thức của họ không còn vọng tưởng, tức là không còn đối tượng nữa, thì cái hạnh phúc đó là vô cùng tận, quý vị. Để hiểu sâu một chút thì quý vị thấy bàn tay của con không? Thấy. Bây giờ quý vị còn thấy bàn tay của con không? Quý vị có thể nói không? Nhưng quý vị nghe âm thanh con vỗ cái tay không? Quý vị có thể nói có. Rồi bây giờ quý vị có nghe cái âm thanh con vỗ cái tay không? Có thể quý vị nói không? Có gì để mâu thuẫn không? Có chứ. Thấy cái tay, lấy cái gì thấy? Lấy cái thấy của mình thấy. Nhưng bây giờ còn thấy cái tay không? Có thể nói là không thấy cái tay. Nhưng làm sao mình biết là không thấy cái tay? Là bởi vì cái nhận thức của mình nó còn đó. Tức là cái nhận thức của mình lúc nào nó cũng chạy theo là cái đối tượng bên ngoài, để nó nói là nó có hay không. Có thể nghe. Cái gì nghe? Cái tính nghe. Nhưng bây giờ không vỗ nữa, vẫn còn nghe. Nghe không có cái vỗ tay. Nhưng mà mình lại có cái thói quen phải dựa vào cái đối tượng ở bên ngoài để biết được là mình còn cái tính nghe, hay là cái tính thấy, hay là cái tính xúc chạm, hay là cái tính nhận thức, kiến văn giác tri. Cho nên mình mới thấy trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy 7 điểm chỉ tâm cho A Nan. Thì A Nan đại diện cho chúng ta là cái tâm phàm phu của ngài lúc đó chưa giác ngộ hoàn toàn. Cho chúng ta thấy được cái nhận thức của chúng ta lúc nào cũng cần đối tượng. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật dạy con đường duy nhất để đạt được Niết Bàn, có được con đường chân chính đi đến giác ngộ, chấm dứt mọi khổ đau và vượt qua tất cả mọi u sầu, đó là con đường tứ niệm xứ. Quý thưa quý vị, vì nhận thức của phàm phu là cần đối tượng, chứ cái nhận thức đó nó luôn bị đối tượng bên ngoài chi phối. Vì vậy mà đối tượng thích mình tham, đối tượng không thích mình sân. Khi bị bên ngoài mà chi phối thì con người không thể sống trong bình an và hạnh phúc được. Quý vị thử nghĩ, nếu mà đau khổ trong lòng mình mà được quyết định bởi đối tượng bên ngoài thì phương pháp giải quyết nằm quá xa và mình hoàn toàn không thể chủ động được. Có phải vậy không? Hạnh phúc và đau khổ là nằm ở trong lòng mình, nhưng nó chịu sự chi phối và quyết định quá nhiều phần trăm bởi đối tượng bên ngoài, thì mình hoàn toàn không thể chủ động hạnh phúc. Tức là
cái máy điều khiển cái chương trình tivi vui buồn ở trong lòng mình á, nó nằm, cái máy điều khiển nó nằm quá xa mình. Mình không thể tự điều khiển theo ý mình muốn được. Vì sao? Vì nhận thức của phàm phu là nhận thức có đối tượng. Và đối tượng thì không thể theo ý mình muốn. Và cái gì không thể theo ý mình muốn mà nó nằm quá xa thì nó rất là dễ điều khiển nhận thức của mình. Chính vì lý do đó mà Đức Phật dạy tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là để cái đối tượng nó đừng có ở bên ngoài thân thọ tâm pháp của mình. Tức là cái đối tượng đó mình ít nhất là có thể kiểm soát được. Chứ mình không sống dựa trên con người, vật chất, danh vọng, cái ngoài thân tâm. Dựa vào cái ngoài thân tâm quá nhiều thì cái đối tượng mình nhận thức quá xa, nó sẽ chi phối vào cuộc đời mình rất lớn và đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, chắc chắn. Cho nên tứ niệm xứ rất hay, tách mình ra khỏi những đối tượng quá xa thì đối tượng đó ít nhất nó phải ở trên, ở gần nhất với chính mình, chính những cái nhận thức đó. Bước thứ hai, mình không phải là nhận thức về cái thân thọ tâm pháp này, không phải si tư về thân thọ tâm pháp này. Con người mình có hai cái năng lực đặc biệt cao hơn con vật, đó là một, mình có khả năng suy nghĩ. Hai là năng lực đặc biệt đó là khả năng chánh niệm, tức là không phải suy nghĩ. Tất cả cần suy nghĩ thì một là có thể mình say, hoặc có thể mình ngủ, hoặc có thể mình còn trở nên điên loạn, hoặc là mê mờ, tinh thần phân liệt giống như con vật không còn nhận thức nữa. Hoặc là mình đi trên đường thánh nhân, đó là chánh niệm tỉnh giác ở trong từng cái hành động, quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì quán đây tức là khi mà mình, con đưa cái tay lên, con đưa cái tay xuống. Con có thể làm cái hành động đó trong hai cách. Một là con làm mà con không biết gì hết trơn. Thì đây là hành động của ba đường ác. Và con làm mà con cố gắng thay đổi theo cái ý của con. Thì cái ý đó thay đổi, cải sửa. Thế này là nhân và quả của người và trời. Con làm con chỉ đơn thuần có cái biết rất rõ ràng vào trong cái hành động đó, thì đó là quán thân tinh thần. Thì cái biết đó là bật cái kênh từ suy nghĩ qua kênh chánh niệm tỉnh giác. Chỗ này chúng ta để ý, cái nhận thức lúc này không phải là suy tư nữa, cái nhận thức lúc này là chánh niệm. Cái chánh niệm lúc này là nó phải cần đối tượng, bởi vì mình căn cơ không cao như chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát, không thể trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật theo kiểu tổ sư thiền. Thì mình hành trì theo Như Lai thiền là tứ niệm xứ, thì cái biết của mình nó ít nhất phải dựa trên đối tượng. Nếu không có đối tượng, mình khó duy trì cái biết. Cho nên cái đối tượng ở đây là ít nhất cái sự hoạt động của cái thân. Và cái thân này nó không nằm quá xa mình. Và cái thân này nó không phải để cho mình suy tư về nó, mà để cho mình ý thức rõ nó đang có đó. Và mình không phải là nó. Cái biết là một sự tách biệt. Giống như trái đất này, làm sao biết nó tròn? Mình phải tách ra nó. Thì do làm sao mình biết cái tay đang hoạt động, mình phải nhìn nó, quan sát nó, chứ không phải đồng hóa là tay tôi. Không phải cái tay của tôi đang hoạt động, mà có cái tay nó hoạt động và tôi là người đang quan sát. Thì cái chánh niệm này nó có một sức mạnh cực kỳ lớn, nó có khả năng chuyển phàm thành thánh, chuyển khổ thành vui, chuyển từ luân hồi sang giải thoát, từ mê mờ sang giác ngộ. Ở cái cõi này, mình thực tập tứ niệm xứ, đó là con đường mà đưa đến tứ thánh quả. Và vào được sơ quả là cũng bởi vì con đường thực tập tứ niệm xứ. Lên đến Tây Phương Cực Lạc là mình đã ít nhất vào sơ quả rồi. Và nhận thức của chư vị thánh giả, thượng thiện nhân trên cõi Cực Lạc không còn cần cái đối tượng nữa. Thì cái nhận thức của họ là tuyệt đối. Nhận thức của họ không cần có đối tượng, cho nên không bị đối tượng chi phối. Cho nên họ sống lúc nào cũng ở trong cái biết trong sáng, thanh tịnh. Và dĩ nhiên, cái nhân là trong sáng thanh tịnh thì cái quả là Cực Lạc hạnh phúc. Và khi cả một cái cộng đồng có cái năng lượng thanh tịnh trong sáng như vậy á, thì chánh báo mà nó trong sạch thanh tịnh, cái y báo nó sẽ tương ứng với nhau. Cho nên xung quanh các cái cõi đó là toàn pha lê, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, tức là thất bảo. Người ta nói trên đó toàn những thứ vàng bạc như vậy thì ai có cần nữa đâu mà mua bán mà nó quý. Đó là tâm của người phàm phu kinh doanh hóa tâm linh mới nói vậy. Còn khi tâm của họ không còn cần bất kỳ cái gì bên ngoài làm cho họ hạnh phúc, tức là lòng tham không còn nữa, thì hạnh phúc của họ không còn là mua bán. Cái đẹp của vật chất thất bảo đó đó, có hay không không còn quan trọng với họ nữa. Nó chỉ là tô điểm và biểu hiện của cái tự tánh của chư bậc thánh giả mà thôi. Nói cái sự thật trang nghiêm của cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như vậy, không phải để cho con người ta khởi cái lòng tham lên đến đó để hưởng những cái thứ vật chất ấy. Mà cõi Cực Lạc đó trước hết là bởi vì đã có sự chuyển hóa rồi, không còn
cái tôi của bản ngã không còn lòng tham, nhận thức không còn có đối tượng, chỉ còn lại cái tánh biết thường trực. Và đó là những lý do Tây Phương được gọi là cực lạc. Kính thưa quý vị, kính chia sẻ để quý vị có niềm tin sâu dày, nguyện cho tha thiết và hành trì cho miên mật, tín nguyện hạnh cho bền vững để quyết một đời vãng sanh Tây Phương cực lạc, thoát ly ta bà đau khổ. Nam mô A Di Đà Phật.